cản ngăn bố mẹ vợ cãi nhau không được, con rể đánh bố vợ trọng thương. Thấy bố mẹ vợ cãi nhau, Lê Xuân Tiến ở Thanh Hóa tới can ngăn nhưng bị bố vợ chửi bới, cầm dao đe dọa. Ngày 17 tháng 5, tin từ công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Tiến, sinh năm 1983, ngụ xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để làm rõ hành vi giết người. Theo công an huyện Như Xuân, ngày 11 tháng 5, Lê Xuân Tiến lên nhà bố mẹ vợ là ông Lưu Xuân L và bà Lê Thị Tê ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân chơi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, giữa ông L và bà Tê xảy ra mâu thuẫn, ông L cầm dao đuổi đánh bà Tê. Thấy vậy, Lê Xuân Tiến chạy lại can ngăn nhưng bị ông L chửi bới, cầm dao đe dọa. Không kiềm chế được cơn nóng giận, Lê Xuân Tiến đã cầm cuốc lao vào đánh bố vợ bị thương nặng ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.